Rồi. À, chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu và Phương Lê hai tụi mình cùng review đánh giá lại cho mọi người biết được cái tình hình bất động sản của đầu năm 2022 đó Phương Lê. Đúng rồi anh Sửu. Sau cái tình hình dịch Covid đó Phương Lê thì gọi là những bất động sản nghỉ dưỡng đang có một cái trào lưu rất là mạnh tại thị trường Việt Nam. Với một cái tên nôm na là bất động sản chống dịch. Có thể rất là hay. Đúng rồi. Thì Quyên Lê biết có thể là nói sơ qua về cái thị trường bất động sản nó đang sôi động ở những cái tỉnh nào và những khu vực nào được không? Bây giờ thì Quyên Lê sẽ nói về bất động sản khu vực Sài Gòn trước nha. Thì hiện tại thì khi mà dịch xong á thì các nhà đầu tư đang đổ đường về khu vực phía đông của Sài Gòn như là Long Thành hay Đồng Nai. Long Thành thì có một cái gọi là hạ tầng, cái tên là sân bay Long Thành nên nhà đầu tư về đó rất là nhiều và hiện tại đang đón đầu cái sân bay. Còn về có một cái hòn đảo ở gần Sài Gòn, đó là cái hòn đảo Phú Quân Bay. Thì khi mà dịch xong á thì khách hàng từ nước ngoài này, Việt Kiều hay là những cái khách hàng mà thậm chí là cả người Tây luôn, người châu Âu luôn, là người ta cũng quan tâm cái sản phẩm này, bất động sản nghỉ dưỡng. Wow, tuyệt vời. Nói về bất động sản nghỉ dưỡng thì Phước Sửu không thể nhắc đến những cái hòn đảo và những cái nơi gọi là có vùng biển bờ biển đẹp không Quy Lê? Quy Lê có thể điểm qua một vài cái hòn đảo mà gọi là bất động sản nghỉ dưỡng mà đang thu hút khách du lịch và khách nước ngoài đầu tư và cả khách trong nước thời điểm gần đây được không? Hiện tại thì bất động sản Việt Nam có những cái sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng rất là chú ý và có thể nói là Phú Quốc là một cái điểm đó mà nhà đầu tư hay là những cái khách hàng nước ngoài người ta đang rất là quan tâm. Và thống kê gần đây nhất thì Quyên thấy đó là một ngày thì đã tính ra là có khoảng 60 chuyến bay đến Phú Quốc. 60 chuyến bay đến Phú Quốc? Đúng rồi anh Sửu. 60 chuyến bay thì anh Sửu phải đi cứ mỗi ngày mà 60 chuyến bay thì cái lượng khách du lịch sẽ thấy rất là đông. Mới chỉ là trong nước thôi nha. Nếu mà nước ngoài mà còn có thể nhiều hơn nữa sau khi mở cửa du lịch rồi thông thương tất cả với lại là thế giới bên ngoài. Gọi là những cái nước láng giềng hoặc là những cái nước khu vực tại trong thế giới thì cái tình hình bất động sản sẽ sôi động hơn. Phú Quốc sẽ là một cái nơi điểm đến đầu tư rất là tốt. Thì Quyên Lê và Phước Sửu sẽ điểm lại khoảng 7 cái lý do để cho quý anh chị lựa chọn bất động sản Phú Quốc làm sao cho nó phù hợp và đáng là một nơi để cho quý khách bỏ đồng tiền, đáng đồng tiền bát gạo, phải không? Đúng rồi anh Sửu. Quyên Lê ơi, nói đến Phú Quốc á, thì bây giờ mình nói đến cái vị trí á Quyên Lê ha. Vị trí của Phú Quốc là một cái vị trí rất là đẹp. Thì Quyên Lê suy nghĩ như thế nào về cái vị trí địa lý của Phú Quốc? Với một cái vị trí này, Phú Quốc là cái hòn đảo lớn nhất tại Việt Nam anh Sửu ạ. Wow. Vị trí của đảo Phú Quốc đó là trung tâm của Đông Nam Á và nằm trong vịnh Thái Lan trong và phía tây của Nam của Việt Nam. Wow, quá tuyệt vời. Nên Phú đúng rồi, một cái đặc điểm nữa là Phú Quốc là cách thành phố Rạch Giá là chỉ là 120 km thôi đó, và cách thành phố Hà Tiên là 45 km và gần với nước láng giềng trong khu vực. Vậy là mình có thể là ngoài đi máy bay ra mình có thể đi tàu thuyền đến Phú Quốc được phải không? Đúng rồi, quá mình tuyệt có vời. Thể đi bằng tàu. Đúng rồi, qua đây rồi đó. Còn điều kiện tự nhiên thì sao Quyên Lê? Nó có gì thu hút khách du lịch hay là khách cho những cái nhà đầu tư trong và ngoài nước hay không? Đúng rồi, với cái điều kiện tự nhiên thì vùng biển Phú Quốc có 22 hòn đảo lớn nhỏ. Chúng tôi có biết không, với tổng cái diện tích là 589 km vuông. Trời ơi. Thì chúng ta có thể nói là đảo Phú Quốc là lớn nhất và diện tích đó là 580 km. Wow, với một cái diện tích rất là đẹp, khí hậu tự nhiên mát mẻ. Mọi người nhìn thấy đó, đại phía trước Phước Sửu và Quyên Lê là toàn bộ là biển với những cánh rừng là nguyên sinh đó, phòng Quyên Lê. Đúng rồi. Là nó tạo một cái không gian rất là thoáng mát và nó luôn luôn là có những cái rừng tự nhiên mà không bao giờ khai phá được UNESCO công nhận luôn, phải không? Đúng. Nên là nó sẽ là có khí hậu thời tiết rất là tốt. Thì nói đến khi nãy là mình nói điều kiện tự nhiên thì bây giờ mình nói đến khí hậu. Đúng rồi, cái yếu tố thứ ba mà chúng ta phải nhắc đến đó là khí hậu. Khí hậu của Phú Quốc thì nó sẽ chia thành là hai mùa, đó là mùa mưa và mùa khô. Và nhiệt độ trung bình trong năm thì chỉ có khoảng là 20 độ C thôi. Nên cái nhiệt độ này thì
có cảm giác là rất là thoải mái. Wow, tuyệt vời luôn. Nếu như vậy là mình ra Phú Quốc mình nghỉ dưỡng nè, mình tắm biển nè, mình xả stress, luôn luôn nó có khí hậu mát mẻ hơn những cái thành phố xung quanh phải không, và những cái tỉnh lân cận phải không? Rồi, thì nói đến Phú Quốc là nói đến một cái thành phố sắp tới, thành phố trong tương lai, thì có những cái chính sách của nhà nước như thế nào, đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc là phân lô bán nền như thế nào nó phù hợp với Phú Quốc hiện tại, về Quyên Lê? Phú Quốc là một cái hòn đảo gọi là đảo ngọc, nên nhà nước hiện tại là đang rất là chú trọng và quan tâm đến cái điểm du lịch này. Và hiện tại thì nhà nước được trang bị về sân bay nè, sân bay Tân Tiến nè, rồi là đây là sân bay gọi là sân bay quốc tế luôn, không có chỉ riêng dành cho người Việt Nam không, mà sẽ là dành cho những cái khách du lịch nước ngoài tới. Wow, quá tuyệt vời. Như vậy thì những cái chính sách tốt như vậy thì cơ sở hạ tầng này nó sẽ là đầu tư được bài bản nè. Mở rộng những con đường lớn và trở thành những cái dãy shop house ven biển như Phước Sửu và Quyên Lê khi sáng có đi đó. Đây nè, mọi người nhìn trên live cam mọi người có thể thấy được là cái những cái dãy shop house của Vingroup ha, nó xây dựng rất là đẹp và bài bản luôn, và giống như là đang đưa vào hoạt động mặc dù là chưa có khách nước ngoài vào qua Quyên Lê, rất là đẹp phải không, và được mua bán nhộn nhịp và rất là sang, nó giống một cái phong cách rất đẹp đẹp, đó là phong cách Địa Trung Hải. Đúng rồi, phong cách Địa Trung Hải. Dạ, quá tuyệt vời. Nói như vậy thì mình sau khi mà mở cửa thì nói vấn đề đến vấn đề là kinh tế du lịch, nó sẽ là một cái nguồn vốn cho thu nhập rất là mạnh cho Phú Quốc. Đúng rồi anh, không có chỉ riêng Phú Quốc thôi, nhưng có một cái là Phú Quốc là một cái điểm gọi là tạo nền kinh tế tốt cho Việt Nam mình luôn. Wow, quá tuyệt vời. Thì nói đến Phú Quốc nó có nhiều cái ưu điểm như vậy, thì nói đến cái mức độ thanh khoản, thì Phước Sửu cũng nói với mọi người đó, khách hàng của Phước Sửu chỉ cần đi du lịch Phú Quốc với Phước Sửu thôi, đi thăm những cái biển, những cái đảo, đi thăm những cái hòn này hòn kia mà người ta lại mua bất động sản, thì cứ tưởng tượng những người đó mua bất động sản được thì những cái người nghĩ đến bất động sản nghỉ dưỡng thì họ sẽ mua nhiều hơn, nên cái mức độ gọi là thanh khoản nó rất là nhanh, nó Quyên Lê. Đúng rồi anh, mà anh chịu biết sao không, khi mà khách hàng tới du lịch tại đảo Phú Quốc này, thực ra là vì sao người ta gọi là hòn ngọc biển Đông đó, thì ở đây thì có rất là nhiều có những cái đường ven biển rất là đẹp, và cái nước biển ở đây nó xanh, gọi là xanh ngọc luôn anh. Đúng rồi đó, thì nhìn lại thì nó cũng đẹp hơn là biển của khu cảnh Thái Lan này. Anh Sửu có nghe đến đảo Bali của Indonesia chưa? Có nghe qua. Đã từng đi một lần đảo Bali của Indonesia, nhưng nhìn lại thì Quyên rất là thích cái màu nước ở Phú Quốc luôn, cái màu xanh ngọc, và đảo Bali thì không có cái màu như vậy. Đó là một cái điểm đặc biệt mà tôi cảm thấy là Quyên rất là thích ở Phú Quốc. Wow, quá tuyệt vời. Thì Phước Sửu và Quyên Lê đã điểm lại cho mọi người là 7 cái yếu tố để đầu tư bất động sản tại Phú Quốc. Thì quý anh chị mà quan tâm đến bất động sản Phú Quốc thì xin liên hệ với cái số hotline ở bên dưới. Phước Sửu và Quyên Lê sẽ cung cấp cho quý anh chị đầy đủ cái thông tin, và quý anh chị có thể là mua những cái shop house nè, villa, biệt thự nghỉ dưỡng nè, hay là rất là nhiều loại hình condotel nè, rất là nhiều của những cái tập đoàn cực kỳ lớn giống như là Vingroup nè, những cái dự án lớn như là My Home nè, Sungroup nè, rất là nhiều. Thì bên nhóm và bên mình Phước Sửu và Quyên Lê sẽ luôn luôn đồng hành và mua sản phẩm và luôn luôn cam kết hỗ trợ mua bán sang tên cho quý anh chị, đồng hành lâu dài. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.